không, cái này là tiền túi hai vợ chồng làm à. Mình có nhiều cho nhiều tiền. Đúng, chính xác. Có cái đóng góp ai nữa. Không có kêu gọi coi, kêu cậu gọi, kêu gọi phải sao ok, phải chứng minh rồi mệt lắm. Rồi này kia mẹ nó cứ mình cho tiền túi của mình là ok. Cho ăn thêm một cái mẹ chỗ ăn lắm. Thấy mình xuống mình đúng thì mốt mình xuống hoài, còn nếu không đúng thì thôi mình cứ xuống một lần thôi, coi như mình làm một lần thôi, đâu gì đâu. Nhưng được cái hai vợ chồng anh chịu đi xa, chịu đi giúp đúng người đúng hoàn cảnh, nghĩa sai cái nào cũng được, nhưng mà đúng người là tự động xách xe đi chứ không có chơi mình gọi là đứng ra kêu gọi quyên góp hoặc là chuyển dùng kia, sẵn xuôi mình đi kết hợp du lịch mình đi chơi luôn. Vừa cho người ta vừa sẵn đi chơi luôn, đâu gì đâu. Ví dụ giờ còn con nói thì cậu giờ một ký gạo mình ăn mình mua nó đơn giản, nhưng mà người ta khó khăn còn cho 5 ký 10 ký ta mừng lắm chứ bộ, đúng không? Còn mình cho thêm tiền rồi này nọ, người có điều kiện thì nó rất là mẹ nhỏ. Ừ, nếu có điều kiện đối với người khó thì mẹ một chút cũng mẹ rất là lớn. Khi mẹ mày không có tiền là người xa cơ thất thế rồi, mày thấy ký gạo kiếm không ra đó cậu ơi, lúc mà nghèo kiếm không ra đó. Đây cái đây. Cái này điểm thư. Đấy cái gì cô Hà, con sẽ gỡ cái thuốc này cho chú uống. Cái rễ đen này là chống độc. Độc bị ung thư là chữa. Nói chung là tủ mai thuốc mai phải chịu, nên con sẽ gửi cô Hà nha, địa chỉ sao gửi địa chỉ cho cô, gửi thuốc ra đây thì ra cho ông uống nha. Tại vì cái ngải đen ngải chống độc này rất là hay để mà chữa về ung thư, hay lắm. Hôm nay đi kiếm đi giữ dịch mà người ta kêu quay cái máy bự quay không nổi thì về. Con nghĩ cái thuốc này ông uống hết, tại vì nhiều người uống ung thư mà nó chặn lại được, nó chặn về ung thư khói u hết luôn. Nè để con gửi cho. Tại vì con cũng đang uống nè. Tại vì cái đó không người không bệnh nhưng mình vẫn uống được. Ngừa. Dạ. Con đang uống, con cũng cho mày uống, nó nhức mỏi là hay lắm. Nhưng mà cái thuốc đó mới uống thì nó sẽ bị hành tí xíu. Con nói là nếu mà nó hành nó mệt hay gì là chuyện bình thường, nhưng mà sau 10 ngày nó sẽ hết. Nó vô nó có thể nó đánh. Đúng rồi, cái ngải đen ngải chống độc rất là hay. Con gửi xuống nha, gửi cho uống thì uống, nếu mà ông thấy như thế nào thấy đỡ gì con sẽ gửi tiếp cho ông uống nha. Con lát con tính đi đi chùa đại, hả? đi chùa vô giáo phước Bình Đại hả? Dạ. À, vậy hồi đáo ngược lại ngay đây xin là hỏi thẳng luôn, đi chùa này là cậu chính ngồi ở đây nè, ông ở anh kia nào ông nói đi cái này là hẳn là cống ba cửa không biết. Địa bàn ở đây mà cống ba mẹ địa bàn của Bến Tre là ông Bình Thạnh nè. Dạ có thằng Quân nó dân Hưng Nhượng, nó học trò tôi. Ủa? nó Quân Cộng Lon về nè. Ủa? Đây nè. Vậy hả? Nói là ông thầy rạng là nó biết à. Nó là bà nó cưới nhỏ học luôn. Rồi bé đâu? Bé nhập viện mà đi á. Rồi người nhà hả? Rồi cha mệt cha gì. Chơi gỡ cái này đi, tại vì hôm nay xuống Bến Tre mà mới biết cái bản đồ ở đây thôi. Cho nên cái này sẵn thì bỏ chút xíu làm thành với lại xuống đóng góp cho gia đình chút xíu để có gạo ăn, có tiền trang trải. Đây là lần đầu cho nên mình không có biết, cho nên là ví dụ như đúng hoàn cảnh thì đợt sau sẽ xuống giúp nhiều hơn nha. Đợt này đang sẵn đi công chuyện thì cũng nhờ cô Hà, nhờ cô Hà thì mới biết cô Hà kết nối là ngoài cái chương trình mới đó thì sáng Hà đạt về công chuyện gia đình cháu chút xíu nó về tới không sao đâu, không gia đình được rồi. Chú là đang bệnh, chú đang bệnh nha. Cái này gửi tiền cho chú nè. Cái này gửi cho gia đình nha. Cái này gửi gia đình ăn uống nha. Rồi đợt sau ví dụ như có cái gì xuống thì sẽ nhờ cô Hà dắt xuống giúp nhiều hơn. Rồi. Cái này để con sẽ gửi thuốc xuống cho chắc chú nhỏ tuổi hả? Bằng tuổi rồi. Thì em sẽ gửi cái thuốc này là cái ngải đen ngải chống độc nha, thì sẽ gửi địa chỉ gì cô Hà đưa sao gửi cho uống, tại cái này nó chuyên về ung thư nha, nó sẽ chặn lại vô thuốc nhưng mà vẫn uống cái này nha, tại vì cái này nó trợ luôn, nó trợ cho mình bị quá trị rất là hại nha. Còn hơn cái thuốc này con nói uống là hết nha,
cái thuốc này về ung thư khối u là hết nha, nên con sẽ gửi cho cô Hà rồi sẽ đưa sang cô Hà địa chỉ nha, là chú gắng giữ gìn sức khỏe nha. Ông bằng của anh đó, chú kể. chú em nha. Em về nha, cái gì đặt sao tại vì không có biết cho nên là chuẩn bị gì. Trời, nghe cái vô thuốc mà vô thuốc tiếp rồi thì tại vì vô thuốc cái quá trị này nó sẽ mình mệt. Mình sẽ mệt nhưng mà uống cái thuốc này vô nó sẽ trợn rất là nhiều lắm. Rồi mình đi. Hên, cái thuốc này được chia cho anh. Dạ. Rồi để em gửi thuốc xuống cho anh nha. Ráng uống thuốc nha. Mai đi vô thuốc. Dạ rồi. Mới về quê đi thăm em mã bệnh viện á, con cha nó thì mới ra kìa, nó mới ra đó. Cái nhà này nó bự không vậy, coi thử nhỏ bao nhiêu mét biết chắc là mấy mét, cái gì chiều ngang khoảng 5 mét, ta cho mấy miếng tôn. Quay lại cái nhà này nè, nói gì anh coi, vô về coi cầu nữa xây cái nhà này, ngang mấy ngang năm, mình coi thử rồi em xui là dự định là xây lại nhà này, tính xây sửa xây lại nhà nè, dài là 7 mét, ngang năm dài 7 đúng không? Dài năm chú nha, nhỏ, con gỡ cái này cho chú đi. Với lại cho chú số, chú đã nhớ không, chú nhớ không? Có đến một lần rồi chú nhớ không? Tại qua thăm bên kia nữa. Thôi cho con gửi thêm cho chú tiền, chú lo cho con nhỏ đi. Chú. Cảm ơn. Rồi, con vô coi thử cái nhà coi cái gì mốt á, con lại xuống sửa cho nhỏ nó ở sạch sẽ. Này cũng đã sửa lần rồi nè. Mới có mấy miếng tôn nè, đỡ quá nè. Con xin em bé ở trên Sài Gòn á. Dạ. Gửi tiền về. Anh mới sửa lại nè anh. Anh là dự định là xây lại vách tường cho nó chứ không có để cho tôn vậy nó dơ, nó nóng lắm, nhỏ bệnh ghét à. Nóng tường cho nó sạch sẽ là lót gạch cho nó. Là cột hai tay nó lại đó. Sao vậy? Quậy hả? Quậy hả? Để cho nó ăn đồ mát. Nó xây cho nó sửa coi hay cả như thế nào đi. Mai nhập hả? Mai khỏe nhập. Chưa? Chưa khỏe nữa hả? Ngủ là cột lại đó. Vậy đây bây giờ mình qua bên mảnh đời kia đi cô. Rồi để qua đây coi cái này là chiều ngang mình nhà mình nhiêu chút. Dạ. Cái nhà không là 3,5 mét ngang. 3,5 mét chiều dài nha. Chiều dài đây là tôi lần đây 5 mét hả? 7 mét tính đây luôn 7 mét. Tính ở đây nè, cái đó là 7 mét. Coi thử coi ví dụ sửa coi đến đây sửa rồi. Chú mong muốn sao? Chú mong muốn cái nhà sao? Nguyện vọng của chú sao? Nguyện vọng gì bây giờ mình chưa làm mình đâu rồi ha, để nó thử chú ý nguyện vọng của chú như thế nào á. Tôi tính thằng con nó bệnh à. Làm cho sạch sẽ ha, cái này dơ lắm. Đỡ cho nó cắt cho nó, tính cắt cái gác cái tên cho nó, đừng nó lên nó nằm để nắng vậy, nó ngủ không được thức. Gác là mới mình lên cho nó bị tâm thần mới nóng á. Bây giờ nhờ xây lại sạch sẽ cho nó, lót gạch rồi này nó mát mẻ là được rồi. Nắng rồi nay đâu có ngủ. Không phải tại tôn á, tôn xây tường nó phải nổi. Xây tường là nó sẽ mát gì. Lót gạch nó nổi. Xây tường nó sẽ mát. Nó nóng rồi còn đi lên lên gác. Xây tường lại đóng đầu thông á, có đầu thông trần nó sẽ mát. Không để đây để xuống về coi nó thợ coi nó như thế nào, nó tính tiền như thế nào mình mới biết. Bây giờ mình chưa có hứa được. Để về tính xong xuôi rồi mới này, tính được. Này thấy đừ hơn đừ hơn đợt gò lại nhưng nè. Mà vẫn tỉnh táo, vẫn không biết. Nãy ra vẫn gặp đời gặp chào. Đúng thuốc ra, nó kiệm chứ không đúng mỗi ngày. Không biết lại. Không, nãy ra nhìn nó nhận ra mình. Vậy nha, về nha. Rồi sao lên thăm nha. Dạ. Gái hết bệnh nha. Dạ. Niệm Phật đi, ở không á, niệm Phật trong bụng. Nha. Dạ. Không, để về coi mình có biết kích thước rồi về mới đầu kia mấy thằng thầu coi nó tính như thế nào mình mới quyết định. Này có cột thiệt luôn rồi hả? Cột thiệt. Cột thiệt rồi nè. Thì nó xây lên thôi, giờ nó xây. Xây lên. Xây lên cho nó lại xây cao lên tí xíu nữa là lót lấy đầu thông nó sẽ mát. Hỏi xin chính quyền cho nó mình mới xây nó ổn khỏi. Còn đây là mấy cái bồn nước để mình chứa hả? Chứa nước xài hả chú? Còn này nhà nước cho nè, cho hộ nghèo á. À, nhà nước cho hả? Để vô xuống dưới thợ nó sẽ làm. Em quay bao quát cho anh nha. Quay hết bao quát cho chị. Nếu mình xây á thì mình báo chính quyền tới mấy ông hỗ trợ. Đúng rồi. Ừ. Tại mình xây nguyên căn nhà mà. Phải báo chính quyền báo chứ chính sao quyền. Không báo được. Ta báo mới được. Không còn chính quyền. Cũng muốn xây nó lâu rồi nhưng mà mình lu bu nhiều quá. Nó ra mình xin chính quyền.
báo người về ngày coi đó vậy xây báo vậy đó. Bao nhiêu tiền nó xây sửa bao nhiêu tiền mình mới quyết định. Tính là... thở để cho rẻ. Thì để coi thở ở đây là bao nhiêu. Cái thằng này nó hay xây nhà từ thiện lắm. Ừ. Tính hữu nghị lắm. Cái chú hôm rồi. Lượm đó. Hôm rồi nó cho cánh cửa luôn á, nó thấy ông tội nghiệp. Cô phải hỏi ông đó báo giá bao nhiêu. Thằng đó mới cho gặp mặt anh nè, nó chịu. Nó báo bao nhiêu để ông mới biết chứ. Tại vì cũng này không có gì với chú đó. Đang là đi về về làm mã trên với quê nè, của Bến Tre nè, rồi tẹt qua chú đó. Nhớ chú tẹt muốn về đây muốn. Dạ. Chú về sức khỏe nha. Huyện Mỹ Thạnh nè, đây ba chi. Xã nông thôn mới huyện Mỹ Thạnh, huyện Ba Chi, xã nông thôn mới, xã Mỹ Thạnh đúng không? Bên cậu là dòng chôm này, Ba Chi là biển, gần biển rồi. Thì nó cặp hai biển. Vậy là Ba Chi chỗ tụi thằng Tính hả? Đây. Tính xã ở dưới là xã Tân Chân. Tính ở đây nè. An Thủy nè, mới qua đò cửa sông làm luôn, nay qua bên kia là thành Phú. Thành Phú sao? Thành Phú là phải đi cái đường tàu Hoàng Luân đi lên Mỏ Cày đổ xuống. Mỏ Cày Nam hả? Mỏ Cày Nam đi xuống. Cách đó là mẹ khoảng từ Bến Tre đổ xuống tới thị trấn Thành Phú 55 cây và đi về từ Bến Tre đi về. Có cái hồ chứa nước ngọt. Sẽ tiền gửi tiền dạy cho bả nha. Tại mình không biết chỗ mua, người ta mua giùm. Ở đây người ta biết. Xíu gửi riêng tiền cho bả, kêu bả cho ai bả cho giùm. Bả kiếm người nào bả cho. Em gửi luôn tiền 500. Đưa luôn 500 phải không? Nói 350 mình đưa cho bà luôn. Bà cũng sốt sắng nhiệt tình. Ở đây là mình cũng giống như kêu gọi ai với nhà quy hậu tâm xuống á, bà dẫn đi á cậu. Những mảnh trời khó khăn á bà làm nó cũng là cái duyên. Đúng rồi, giống như cầu nối, bà gọi là cầu nối. Bà mở lòng cái được. Chứ thời gian mới đưa đi. Xíu cũng cho bà tiền đi. Cho bà cho vài trăm cho bà xuất sắc. Bạn vừa đi chạch lộ trình đã định. Mà bà cầm tiền đó bà cũng giúp người khác à. Bà đây cũng cho người ta ngoài, bà buôn bán ngoài chợ. Có điều là cái khả năng người ta không có được nhiều á. Người ta làm, người ta làm khả năng trong giới hạn, xong xuôi rồi. Có Mạnh Thường Quân cái là bà mừng, bà nhiệt tình, bà giúp. Nhiều thằng tỷ phú chứ hàng đồng lắm rồi. Kiếm thêm mà cậu ghét nhất là cái thằng Dượng. Dượng. Trời.